Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, thì nhu cầu của con người tìm đến các thực phẩm tự nhiên có lợi cho sức khỏe ngày càng cao. Nhiều người tự hỏi rằng, vậy chìa khóa của sức khỏe của người Việt là gì? Và chắc hẳn, gạo lứt hay còn gọi là gạo xay là một thực phẩm không còn xa lạ đối với người Việt chúng ta. Gạo lứt vốn được biết đến là một loại thực phẩm kỳ diệu của tự nhiên. Nó không chỉ giúp phòng ngừa ung thư, giảm cholesterol trong máu, mà nó còn rất tốt cho tiêu hóa. Điểm khác biệt của loại gạo này là người ta chỉ xay để bỏ vỏ trấu, chứ không thể loại bỏ lớp cáp gạo. Đây cũng là một trong những lý do khiến gạo lứt giàu dinh dưỡng và chứa nhiều nguyên tố vi lượng và các sinh tố tốt cho sức khỏe. Trong chuyên mục hôm nay, Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ chỉ ra cho các bạn những tác dụng của gạo lứt mà không phải ai cũng biết. Nếu muốn có một làn da khỏe và một sức khỏe tốt thì hãy đồng hành cùng với chúng tôi ngày hôm nay để đón xem video và lưu ý những điều mà Sức Khỏe Tự Nhiên chia sẻ ngay sau đây. Gạo lứt, trong Nam còn gọi là gạo lứt, một số người Bắc thì gọi là gạo lợt. Đây là loại gạo khi xay xát thì bỏ lớp trấu và giữ nguyên lớp cám. Trong lớp cám của gạo lứt có chứa hàm lượng cao, sinh tố và nguyên tố vi lượng, nên rất giàu chất dinh dưỡng. Thành phần chủ yếu của gạo lứt là tinh bột, chất xơ, chất đạm và các nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, magie, selen. Đặc biệt trong gạo lứt rất giàu vitamin B1, B2, B3 và B6. Khác với các loại gạo trắng nhiều tinh bột, thì gạo lứt thành phần này rất ít, hứa hẹn mang đến việc giảm cân hiệu quả cho bạn. Bạn có biết, trong gạo lứt chứa khoảng 30% protein, 30% axit linoleic, giúp tăng nguồn sữa mẹ dồi dào. Lượng chất xơ trong gạo lứt giúp ngăn ngừa bệnh xơ vữa động mạch, ức chế bệnh tiểu đường rất hữu ích trong việc ăn kiêng. Giảm cân bằng gạo lứt không khắc khe như trong những thực phẩm khác. Gạo lứt có thể ăn thay cơm, bạn sẽ không có cảm giác thèm ăn cơm. Điều này rất tốt cho việc giảm cân của bạn. Có bao nhiêu loại gạo lứt? Gạo lứt được chia thành 5 loại như sau. Gạo lứt tẻ chính là loại gạo thông thường mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày, nhưng lại được giữ lại lớp vỏ cám gạo bên ngoài. Khi nấu chín thì gạo lứt tẻ sẽ không nở ra như gạo bình thường. Khi ăn sẽ thấy hơi khô ráp, nhưng ăn quen thì sẽ thấy rất ngon. Gạo lứt nếp. Có nhiều loại gạo như nếp nắc thang, nếp Thái Bình, gạo nếp ngỗng, nếp hương. Đặc biệt thơm ngon là gạo nguyên cám nếp hoa cải vàng. Loại gạo nếp này thường được sử dụng để nấu rượu nếp hoa cải vàng mà chúng ta vẫn thường uống. Gạo lứt đỏ. Đây là loại gạo lứt được trồng rất sạch, không sử dụng thuốc trừ sâu. Sau khi xay xát, gạo được bọc trong túi ép chân không. Loại gạo này về chất dinh dưỡng phải nói là rất tuyệt vời. Chính nhờ giàu chất dinh dưỡng mà gạo lứt đỏ phù hợp với người ăn kiêng, ăn chay, vừa giúp giảm cân, làm đẹp, nhưng cũng cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Gạo lứt đen. Đây là loại gạo chứa lượng đường, ít dồi dào chất xơ, nhiều hợp thực vật rất tốt cho sức khỏe. Gạo lứt đen là loại gạo được đánh giá là loại gạo tốt nhất cho sức khỏe. Gạo nếp đen hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, ung thư rất hiệu quả. Gạo lứt huyết rồng. Gạo lứt huyết rồng có màu đỏ, bên trong hạt gạo cũng màu đỏ, khác với các loại gạo lứt thông thường bên trong có màu trắng. Gạo lứt huyết rồng được nhận định là loại gạo quý, được xay từ lúa huyết rồng. Đây là loại lúa được trồng trong vùng đất ngập lụt, bị nhiễm phèn ở đồng bằng sông Cửu Long nên có tên là lúa rồng. Có một màu đỏ sẫm của gạo giống như màu máu nên được gọi là vỏ huyết. Gạo lứt huyết rồng có giá trị dinh dưỡng cao,
được sử dụng làm bột dinh dưỡng cho trẻ em, bồi bổ cơ thể, cho người mới ốm dậy. Gạo lứt từ lâu đã được xem như là thần dược, giúp thanh lọc cơ thể, giảm cân và chữa các bệnh nan y. Nhiều người còn truyền tai nhau những tác dụng thần kỳ của gạo lứt như giảm cân, trị mụn, chữa tiêu chảy, táo bón, chống suy nhược, hay thậm chí là điều trị ung thư, tiểu đường. Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, gạo lứt đã trở nên quen thuộc và phổ biến với cuộc sống của chúng ta. Giá thành rẻ nhưng mang tới nhiều lợi ích cho con người. Một nguyên liệu thực phẩm tốt như vậy, nhưng không phải ai cũng biết được những công dụng của nó. Bạn biết những lợi ích đó là gì không? Trong video ngay sau đây, Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ giúp bạn tìm hiểu về những công dụng tuyệt vời của gạo lứt và một vài lưu ý khi sử dụng loại ngũ cốc này. 1. Giúp bạn giảm cân. Giảm cân đúng là một chuyện không dễ dàng. Cơ thể xảy ra rất nhiều, đặc biệt là đối với những người muốn giảm từ 5kg trở lên. Tại sao giảm cân khó thế? Có cách nào chắc chắn để giảm cân hay không? Vậy, gạo lứt chắc chắn là một đáp án và là sự lựa chọn hoàn hảo nhất trong việc giảm cân của bạn. Chất xơ trong gạo lứt khiến bạn tiêu hóa lâu hơn, cảm giác no hơn trong một khoảng thời gian dài, tránh cảm giác thèm ăn. Chất alpha lipoic acid được tìm thấy trong tinh chất gạo lứt, được gọi là albicidan chuyển hóa, thì nó tham gia vào quá trình chuyển đổi hydrat carbon và chất béo. Chất này làm giảm mỡ dự trữ, giảm béo thông qua sự tăng tự nhiên lượng glutathione, một sản phẩm trung gian của insulin và glycerin. 2. Chống oxy hóa. Gạo lứt rất giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp mở rộng khả năng bảo vệ chống lại tác hại do các gốc tự do oxy gây ra. Nó chứa một loại enzyme chống oxy hóa quan trọng gọi là sphingosine anhydrase, giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự phá hủy oxy hóa trong quá trình sản xuất năng lượng. Gạo lứt còn hỗ trợ phòng ngừa các bệnh liên quan đến oxy hóa như bệnh tim mạch vành. 3. Tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Nguyên lý quan trọng để phòng chống hay ngăn ngừa biến chứng tiểu đường là kiểm soát lượng đường huyết trong máu. Quá trình tìm hiểu cho thấy rằng gạo lứt có rất nhiều chất xơ và làm giảm năng lượng dần dần chuyển hóa đường thành năng lượng tiêu hao một lượng đường đáng kể. Trong khi đó, enzyme magie có trong gạo lứt khá cao sẽ giúp bài tiết insulin và glucose cũng như cân bằng các chức năng của não bộ. Từ đó, bệnh tiểu đường sẽ được ổn định do điều tiết được insulin. 4. Ngăn ngừa béo phì. Gạo lứt là công cụ kiểm soát cân nặng cho người bệnh béo phì. Nó chứa mangan, giúp tổng hợp chất béo trong cơ thể. Một nghiên cứu được thực hiện về vấn đề này cho biết, tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt có tác dụng tích cực đối với cơ thể. Đối với việc giảm chỉ số khối cơ thể và chất béo của cơ thể, nó tăng cường hoạt động của glutathione, một loại enzyme chống oxy hóa và giúp nâng cao mức cholesterol HDL ở những người bị bệnh béo phì. 5. Có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một trong những tác dụng của gạo lứt được nhiều người ưa chuộng đó là nó chứa nhiều mangan, một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh. 6. Bảo vệ tim mạch. Tác dụng của gạo lứt mang lại với sức khỏe trái tim là có chứa một thành phần có lợi cho sức khỏe, chống lại protein nội tiết angiotensin 2. Nó rất giàu chất selen, có lợi cho tim mạch. Tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt giúp giảm tắc nghẽn động mạch do tích tụ mảng bám. Điều này góp phần làm giảm nguy cơ rối loạn tim như tăng huyết áp cao hay các bệnh về mạch máu. 7. Tăng cường chức năng tiêu hóa. Chất xơ có trong nó giúp điều chỉnh chức năng ruột và giữ cảm giác đầy đủ hơn. Hàm lượng chất xơ cũng mang lại sự giảm bớt các tình trạng rắc rối khác như táo bón hay viêm đại tràng. Gạo lứt là một loại lương thực tốt cho sức khỏe. Nếu được thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày
khi giữ cho hệ tiêu hóa của bạn luôn khỏe mạnh. 8. Giúp phụ nữ chống lại stress sau sinh và cho con bú. Sử dụng gạo lứt trong thời kỳ cho con bú giúp tăng cường khả năng chống căng thẳng của cơ thể và cải thiện hệ thống miễn dịch, nâng cao sức đề kháng tổng thể. Gạo lứt còn có lợi cho sức khỏe, tâm lý cho các bà mẹ đang cho con bú. Một nghiên cứu điều tra rằng đã thấy một kết quả tích cực ở những người phụ nữ đang cho con bú liên quan đến việc làm giảm các rối loạn tâm trạng, khả năng trầm cảm và mệt mỏi sau khi sinh con. 9. Kiểm soát mức cholesterol. Gạo lứt chứa các chất dinh dưỡng có lợi giúp chuyển hóa lipid và glucose, là một lựa chọn lành mạnh để duy trì mức cholesterol lành mạnh. Một nghiên cứu điều tra đã tiết lộ rằng nó sở hữu phẩm chất hạ đường huyết, điều hòa quá trình dị hóa cholesterol. Chiết xuất gạo lứt nảy mầm giúp ngăn ngừa sự gia tăng của triglyceride gan do uống quá nhiều rượu và sự hiện diện của axit gamma aminobutyric. 10. Bảo vệ hệ thần kinh. Nhiều người sử dụng gạo lứt vì giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong não do sự hiện diện của vitamin B và các khoáng chất thiết yếu như mangan, magie, làm cho cân bằng hoạt động của canxi trong cơ thể và giúp điều hòa các dây thần kinh. Vitamin E có trong gạo lứt cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh não khác nhau gây ra do tác động của quá trình oxy hóa. 11. Ngăn ngừa bệnh trầm cảm. Gạo lứt nảy mầm sở hữu tác dụng của chống trầm cảm và giúp chống lại các rối loạn liên quan đến lo âu vì nó có chứa axit amin thiết yếu như glutamine, glycerin và GIPA. Tác dụng của gạo lứt trong việc hạn chế tiêu cực của tâm lý đã được chứng minh. 12. Phòng chống chứng mất ngủ. Gạo lứt rất hữu ích trong việc điều trị chứng mất ngủ. Nó còn là một nguồn tự nhiên cung cấp hormone melatonin khi ngủ, giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ bằng cách thư giãn các dây thần kinh và tăng chu kỳ giấc ngủ. Bên cạnh đó, gạo lứt còn gồm 5 tác dụng dành cho làn da của bạn. 1. Chống lão hóa sớm. Carbohydrate có trong gạo lứt có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, ngăn ngừa lão hóa sớm. Cám gạo cũng được cho là hiệu quả cao khi được sử dụng tại chỗ trong việc ngăn ngừa nếp nhăn. Dưỡng chất ở trong gạo lứt có khả năng chống lại các gốc tự do ở tế bào da. 2. Trị mụn trứng cá hiệu quả. Gạo lứt với chất chống oxy hóa, vitamin và magie đã bảo vệ da khỏi mụn trứng cá, chống các ổ viêm nhiễm, bã nhờn dư thừa trên da có thể gây nên mụn trứng cá. Gạo lứt kích thích cơ thể tạo ra chất insulin, giúp hạn chế tiếng bã nhờn tiết quá mức. 3. Tẩy da chết và làm sạch từ bên trong. Hàm lượng chất xơ phong phú và các khoáng chất thiết yếu khác có ở trong gạo lứt có tác dụng làm cho da của bạn trở nên sạch hơn, mịn màng hơn sâu từ bên trong. Ngoài ra, các protein được tìm thấy trong loại gạo này có công năng tẩy da chết mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng tế bào và kích thích lưu lượng máu trong da, mang lại cho bạn một làn da ngồi khỏe mạnh và tươi tắn. Ngoài ra, gạo lứt còn có đặc tính làm xe và làm mát rất tốt khi sử dụng để làm xe nốt mụn, dịu vết thâm. 4. Hạn chế sự phát triển của bệnh chàm. Hàm lượng tinh bột cao của gạo lứt có tác dụng làm dịu vết chàm. Tất cả những gì mà bạn cần làm là nhúng một miếng vải sạch vào nước gạo, sau đó nhẹ nhàng thoa nhẹ vào vùng bị ảnh hưởng vết chàm. Trong khoảng thời gian 5 đến 7 phút, bạn thực hiện 2 lần trong một ngày, trong 10 ngày liên tục, chắc chắn sẽ có tác dụng hạn chế mức độ chàm trên da. Tác dụng của gạo lứt với tóc. Bạn có biết gạo lứt rất tốt cho việc duy trì mái tóc khỏe mạnh? Nó chứa vitamin B1, vitamin B3, B6, vitamin E, folocin kali và rất nhiều chất xơ khác. Tất cả đều cần thiết cho mái tóc để trở nên ống mượt và mềm mại, ngăn ngừa tóc hư tổn. Gạo lứt chứa một lượng protein dồi dào giúp tăng trưởng tế bào và cung cấp máu cho da đầu, khiến thực phẩm này trở thành một trong những thành phần quan trọng để điều trị tóc hư tổn.
một loại dầu xả tự nhiên. Tác dụng của gạo lứt được thể hiện qua hàm lượng chất dinh dưỡng là chất xơ và tinh bột, có thể giúp mái tóc của bạn luôn mềm mượt và sáng bóng. Dùng sau khi gội đầu rất tốt, trị gầu hiệu quả. Selen ở trong gạo lứt được biết đến là giảm gầu cho tóc hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của tóc khỏe mạnh. Vậy, cách ăn gạo lứt như thế nào là đúng cách? Là một thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, cùng với các nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm, magie, mang lại lợi ích sức khỏe cho con người. Gạo lứt đang hiện là một loại sản phẩm được săn đón trên thị trường, tiêu dùng trong và ngoài nước. Tuy có nhiều lợi ích như thế, nhưng nó cũng có thể phản tác dụng nếu sử dụng không đúng cách. Bạn tự tin rằng mình đã ăn gạo lứt đúng cách chưa? 1. Hãy chọn loại gạo phù hợp. Gạo lứt có rất nhiều loại, bạn nên dựa vào từng công dụng khác nhau để ăn gạo lứt đúng cách. Nếu bạn muốn ăn chay, giảm cân, làm đẹp, hãy ưu tiên gạo lứt đỏ. Nếu bạn bị cholesterol cao, các vấn đề về tim mạch, tiểu đường, gan và thận, gạo lứt đen là một lựa chọn đúng đắn. 2. Cách ăn gạo lứt đúng cách bằng việc phải nấu đúng cách. Vì gạo lứt rất cứng so với các loại gạo thường, nên bạn nên ngâm gạo lứt từ 10 đến 36 giờ, phụ thuộc vào từng loại gạo. Gạo sẽ mau chín, dễ tiêu và loại bỏ bớt độc tố bên ngoài lớp vỏ. Khi nấu gạo lứt, cũng phải cho nhiều nước hơn, thời gian nấu cũng phải kéo dài hơn. Bí quyết nhỏ mách bạn phân lượng cháo gạo lứt. Muối và nước. Cứ 1 lon gạo, bạn cần 2 lon nước và 1/4 muỗng cà phê muối, hoặc một miếng rong biển vỗ tay, hoặc một trái bơ muối. Cũng có thể cho hết những thứ trên nếu bạn muốn. Cơm chín sẽ ngon và giàu năng lượng hơn, giúp giảm tính axit của gạo. 3. Sử dụng gạo lứt như một sản phẩm chức năng. Gạo lứt có rất nhiều công dụng, song các bác sĩ khuyến cáo gạo lứt chỉ nên ăn 2 đến 3 lần trong một tuần. Nếu ăn lâu dài sẽ gây đau bụng và khó tiêu, đặc biệt là trẻ em, thanh niên, người cao tuổi, thể trạng yếu, gầy gò, đang mang thai cần bồi bổ sức khỏe, không nên ăn gạo lứt thường xuyên, sẽ gây suy giảm sức khỏe, thiếu chất. 4. Cách ăn gạo lứt kết hợp với muối mè. Giáo sư Asawa cho rằng, người Việt Nam bình thường có thể ăn 60% gạo lứt muối mè, 30% rau đậu và 10% trái cây. Vì ở xứ nhiệt đới, nhiều hỗ trợ điều trị bệnh phải ăn 100% gạo lứt, muối mè, muối vườn đen trong một thời gian dài. Ăn gạo lứt đúng muối mè, bạn cần phải nhai thật kỹ, nhai từ từ. Một thìa nhỏ, bạn nên nhai chừng 50 lần. Đối với những người bị bệnh, nên nhai một thìa khoảng 100 lần. Với cách ăn như vậy, giúp bạn không những không bị khát nước mà còn hấp thụ được các chất dinh dưỡng có ở trong gạo lứt. Có thể ăn gạo lứt bất cứ lúc nào, trừ 2 tiếng trước khi đi ngủ buổi tối. Bạn nên ăn ít hơn buổi sáng và buổi trưa, hoặc có thể nhịn luôn cả buổi tối đối với những người cần giảm cân nhanh chóng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, gạo lứt luôn được ví là người bạn tâm giao của các chị em phụ nữ, đặc biệt là những chị em đang muốn giảm cân. Đây có thể nói là một loại thực phẩm mang giá trị dinh dưỡng, nhưng nó cũng có thể gây hại nếu chúng ta không biết ăn uống hợp lý. Chính vì vậy, bạn đừng quên sử dụng vừa phải để đảm bảo an toàn sức khỏe bạn nhé. Sau video này, Sức Khỏe Tự Nhiên hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ các thông tin và công dụng thần kỳ của gạo lứt. Chỉ cần chú ý là không mắc phải những sai lầm mà Sức Khỏe Tự Nhiên đã cung cấp cho bạn, thì bạn cứ an tâm có một sức khỏe tốt. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.